Giả vờ hỏi mua, thiếu nữ nhanh tay giật phăng chiếc điện thoại rồi tẩu thoát khiến chủ tiệm không khỏi ngỡ ngàng. Tuy nhiên, cô gái này đã phải trả giá cho hành vi của mình ngay sau đó. Sáng ngày 25 tháng 8, Công an huyện Eak, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự Hờ Sim Bia, chưa 18, ngụ xã Eada, huyện Eak để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài nên Hờ Sim Bia đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. Mục tiêu mà thiếu nữ nhắm đến để thực hiện hành vi sai trái của mình là các cửa hàng điện thoại. Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 23 tháng 8, Hờ Sim Bia vào một cửa hàng bán điện thoại trên địa bàn xã Easa, huyện Eak, giả vờ hỏi mua. Trước khi vào, thiếu nữ đã lên kế hoạch cắm sẵn chìa khóa vào xe máy và quay xe lại để tiện cho việc tẩu thoát. Tại cửa hàng, Hờ Sim Bia đã vờ hỏi mua chiếc điện thoại nhãn hiệu Oppo. Sau khi chủ lấy cho xem, thiếu nữ liền giật phăng chiếc điện thoại trên tay đối phương chạy ra xe máy để tẩu thoát. Đáng nói, Hờ Sim Bia leo lên xe để bỏ trốn nhưng khởi động mãi, chiếc xe máy vẫn không nổ. Trước sự việc, người dân hô hoán và giữ được cô gái cùng tang vật để bàn giao cho cơ quan công an. Tiếp nhận thông tin, công an xã Easa đưa Hờ Sim Bia về trụ sở làm việc. Bước đầu, thiếu nữ khai trú tại xã Eada, huyện Eak và do thiếu tiền tiêu xài nên đã làm liều. Vụ việc sau đó được công an xã Easa lập hồ sơ, chuyển công an huyện xử lý theo thẩm quyền, báo dân trí thông tin. Cũng trong hôm nay, công an huyện Eak cho biết đơn vị vừa bắt giữ, bàn giao nghi phạm Nguyễn Duy Hoàng, 36 tuổi, ngụ xã Cư Ni, huyện Eak, tỉnh Đắk Lắk, để công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ hành vi tiễn một người về thế giới bên kia. Nạn nhân trong vụ việc là bà LTC, 42 tuổi, cùng ngụ xã Cư Ni, huyện Eak, báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin. Kết quả điều tra ban đầu, giữa Nguyễn Duy Hoàng và bà C có quan hệ họ hàng. Trước đây, nghi phạm nảy sinh tình cảm với bà C nhưng bị từ chối. Đến khoảng 20 giờ ngày 24 tháng 8, y thấy bà C đang ở nhà của một người hàng xóm nên gọi về. Do bà C không về, Hoàng đâm ra khó chịu và ghen tuông vì nghĩ Crad đã có tình cảm với người đàn ông khác nên cầm hai vật nhọn sang nhà hàng xóm. Bà C thấy vậy lấy xe máy chở con trai đi về nhưng bị nghi phạm chặn đường, mắng xối xả. Lúc này, bà C không trả lời Hoàng mà lấy điện thoại ra gọi. Bực tức, đối tượng tác động một phát về phía bà C, tuy nhiên lưỡi của vật nhọn đã bị tụt khỏi cán, rơi xuống đất. Người phụ nữ bỏ chạy nhưng bị nghi phạm giữ lại, vật xuống đất và tác động nhiều lần, ra đi tại chỗ. Gây án xong, Hoàng cất giấu dụng cụ tác động bà C rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, theo VN Express. Nhận được tin báo, công an huyện Eak đã huy động hơn 30 trinh sát tổ chức truy tìm nghi phạm. Sau đó, phát hiện đối tượng lẩn trốn trong dãy cà phê cách hiện trường gây án gần 2 km. Các cán bộ chiến sĩ đã bao vây, lùng sục, đến khoảng 23 giờ cùng ngày đã bắt được Nguyễn Duy Hoàng. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, cũng tại Đắk Lắk, một đối tượng thực hiện hai vụ cướp tiệm vàng sau 3 ngày gây án đã xa lưới. Thông tin từ công an thành phố Buôn Ma Thuột, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Văn Sự, 22 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk, kẻ cướp tiệm vàng. Theo thông tin ban đầu, vào đầu chiều ngày 19 tháng 8, Sự đến tiệm vàng KTH thuộc phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, giả vờ mua vàng. Tại đây, đối tượng nói chủ tiệm cho xem một sợi dây chuyền vàng và một lắc vàng. Sau đó lợi dụng sự mất cảnh giác của chủ, hắn đã lấy toàn bộ số vàng rồi lên xe máy tẩu thoát. Sau khi gây án, Sự chạy xe về thị trấn Krông Qua, huyện Krông Bông và bán toàn bộ số vàng trên cho tiệm vàng TH được hơn 38 triệu đồng.